Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 8, chương trình có sự đồng hành của các đơn vị Iris, Sài Gòn Tourist, TST Tourist. Kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, theo thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, mã chứng khoán HQC, đăng ký bán 16,35 triệu cổ phiếu HQC trong thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Mục đích là để cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu thực hiện giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại Địa ốc Hoàng Quân. Cùng thời gian nói trên, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hoàng Quân, doanh nghiệp liên quan đến ông Tuấn, cũng đăng ký bán sạch 3,07 triệu cổ phiếu HQC với phương thức giao dịch khớp lệnh và hoặc thỏa thuận. Mục đích thực hiện giao dịch là để cân đối danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, công ty này cũng sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào của HQC. Ở chiều ngược lại, ngày 28 tháng 7, công ty cổ phần đầu tư Nam Quân đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HQC trong thời gian từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 theo phương thức giao dịch thỏa thuận với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Đáng chú ý, công ty cổ phần đầu tư Nam Quân là doanh nghiệp có liên quan đến bà Trương Nguyễn Song Vân, phó tổng giám đốc tại Địa ốc Hoàng Quân. Bà Song Vân cũng là con của ông Trương Anh Tuấn. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 8, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Yến Ly, sinh năm 1988, trú phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, ngày 3 tháng 8, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của gia đình bà K.Y, sinh năm 1972, trú Hòa Vang, Đà Nẵng, trình báo về việc bị đối tượng tên Đỗ Yến Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sử dụng chiêu thức tương tự như hot girl Tina Dương, Đỗ Thị Yến Ly đã lừa đảo một gia đình tại Đà Nẵng chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cho đến khi trình báo cơ quan công an, gia đình này vẫn không biết tên thật của Đỗ Yến Nhi là Đỗ Thị Yến Ly. Hiện Công an huyện Hòa Vang vẫn đang tìm thêm các bị hại của Đỗ Thị Yến Ly. Mọi thông tin liên lạc đến điều tra viên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Thiếu tá Lê Trần Bá Đức, số điện thoại 0905 353 194. Thưa quý vị, sáng 6 tháng 8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, đồng thời cho tại ngoại 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật. 5 đối tượng bị tạm giữ gồm Danh Tuấn, Trần Thị Hạnh, vợ của Tuấn, Trần Văn Bảo, Hồ Thanh Hậu và Nguyễn Văn Đan Thuần. 2 đối tượng tại ngoại gồm Trần Thị Thanh Thảo và Trần Văn Quý. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 8, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của người dân tại thị trấn Mỹ Luông có nhóm 5 người lạ đi trên ô tô 7 chỗ chặn xe máy để bắt một thiếu nữ tên HA 16 tuổi rồi đưa lên ô tô. Sau khi nhận được tin báo, khoảng 30 phút sau, các tổ công tác đã bắt giữ Tuấn, Hạnh, Bảo, Hậu và Thảo. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do A nợ tiền vợ chồng Tuấn và Hạnh trong lúc làm tiếp viên. Do chưa trả hết mà A bỏ trốn về địa phương nên vợ chồng Tuấn đã bàn bạc tổ chức lên kế hoạch và nhờ sự giúp sức của các đối tượng còn lại để bắt giữ A đem về Kiên Giang tiếp tục làm tiếp viên. Thưa quý vị, giá vàng trong nước hôm nay biến động trong vùng hẹp, nhưng vàng SJC vẫn bỏ xa vùng 67 triệu đồng một lượng. Giá vàng hôm nay đối với vàng SJC được giao dịch ở mức 66,7 triệu đồng một lượng mua vào, 67,25 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng điều chỉnh giảm nhẹ còn 56 triệu đồng một lượng mua vào, 57 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng SJC tăng nhẹ, trong khi giá vàng trang sức lại giảm khoảng 150.000 đồng. Dù vậy, thị trường trong nước thời gian qua ít biến động cả về giá và nhu cầu giao dịch. Quý vị đang nghe podcast 11:30 của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở phía đông bắc Trung Quốc vào ngày 6 tháng 8, làm ít nhất 10 người bị thương và hàng chục tòa nhà đổ sập. Trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 33 phút ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương tại huyện Bình Nguyên, cách thành phố Đức Châu thuộc tỉnh Sơn Đông Trung Quốc 26 km về phía nam, ở độ sâu 10 km.
Sau trận động đất, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ tỉnh Sơn Đông đã điều động 43 phương tiện, 285 người và các đội chó tìm kiếm cứu nạn để chuẩn bị cho việc cứu hộ khẩn cấp. Văn phòng Trung tâm Cứu trợ Động đất thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 ngay sau động đất. Động đất không phải là hiếm ở Trung Quốc, nhưng rất ít khi xảy ra ở phía đông nước này, vốn là nơi tập trung dân cư đông đúc và các thành phố lớn. Thưa quý vị, Nga tuyên bố trừng phạt Ukraine vì đã sử dụng xuồng không người lái mang theo thuốc nổ, tấn công tàu chở dầu dân sự gần cầu Crimea, tuyến đường duy nhất trực tiếp nối miền Nam Nga tới Crimea qua eo biển Kerch. Cả Nga và Ukraine đều cho biết một chiếc xuồng không người lái của Ukraine chở đầy chất nổ đã tấn công tàu chở dầu của Nga vào cuối ngày 4 tháng 8, gần cái cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng 24 giờ. Theo hãng tin Reuters, con tàu chở dầu nói trên đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ vì cung cấp nhiên liệu máy bay cho lực lượng Nga ở Syria. Bộ Ngoại giao Nga ngày 5 tháng 8 gọi đây là hành động khủng bố đe dọa tính mạng của thủy thủ đoàn trên một con tàu dân sự và có nguy cơ gây ra thảm họa môi trường quy mô lớn. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm vào tàu Nga và cảnh báo rủi ro an ninh đối với các cảng Nga ở Biển Đen. Căng thẳng gia tăng trên Biển Đen kể từ quyết định của Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra toàn cầu thông qua Biển Đen. Thưa quý vị, sự xuất hiện của Toy 4860B, một hành tinh quái vật quay quanh một ngôi sao lượng đỏ nhỏ nhẹ đã cùng lúc thách thức nhiều lý thuyết thiên văn. Đây là một hành tinh khí khổng lồ được phân vào nhóm sao mộc ấm áp bởi nó to, nặng, giống sao mộc, nhưng vì quay quá gần ngôi sao mẹ nên có nhiệt độ ấm nóng. Mẹ của nó là một ngôi sao lùn đỏ khối lượng thấp, dạng sao nhỏ và lạnh nhất trong tất cả các loại sao, mang tên Toy 4860 thuộc chòm sao Ô Nha. Đáng nói, một ngôi sao lùn đỏ như thế không thể tạo nên một hành tinh lớn như Toy 4860B có đường kính khoảng 3/4 sao mộc, càng vô lý hơn khi Toy 4860B được làm giàu với tỷ lệ kim loại cao. Lượng nguyên tố nặng dồi dào này có thể là chất xúc tác cho quá trình hình thành hành tinh đặc biệt. Chu kỳ quỹ đạo ngắn của Toy 4860B kết hợp với các đặc tính của ngôi sao mẹ, chẳng hạn như tính kim loại cao của nó, đã khiến nó có một đứa con ngoại cỡ hơn những gì các ngôi sao cùng loại có thể làm. Tuy vậy, đó chỉ là giả thuyết, câu trả lời cuối cùng vẫn nằm trong vùng bí ẩn. Nhóm nghiên cứu cho biết họ dự định sử dụng dữ liệu của một siêu kính viễn vọng mặt đất khác là Verilar đặt tại sa mạc Atacama, Chile để tìm thêm các cặp đôi tương tự, từ đó tìm ra lời giải thích cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11:30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Xuân Huy, Thanh Long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Cảm ơn các đơn vị iRace, Saigon Tourist, TST Tourist đã đồng hành cùng bản tin 11:30. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.